CEO Phương Hằng tự tin khoe mặt mộc nhưng lại bị cộng đồng mạng bóc mẻ chi tiết này. Dù được khen ngợi trẻ trung hơn khi để mặt mộc, nhưng CEO Đại Nam Phương Hằng vẫn bị dân mạng bóc mẻ việc dùng phần mềm chỉnh sửa video khi quay. Thời gian qua, CEO Đại Nam Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nhờ những màn livestream bóc phốt sao Việt, thu hút đông đảo người xem cũng như gây không ít tranh cãi. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân và hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong những buổi livestream của mình, vị CEO này luôn khiến công chúng lóa mắt trước số kim cương đeo trên người cùng lối trang điểm cầu kỳ. Dù không phải người nổi tiếng nhưng nói về khoản tự tin nhan sắc thì khó ai bị kịp bà Phương Hằng. Trước đó, nữ CEO từng gây sốc mạng xã hội với phát ngôn, ngay cả việc làm bản thân bất đẹp tôi cũng không làm được. Mới đây, trong những đoạn clip đăng tải trên TikTok, bà Phương Hằng lại liên tục tự khen mình trẻ và đẹp. Đặc biệt, nữ đại gia rất tự hào về làn da của bản thân và khẳng định dù đã 50 tuổi nhưng vẫn nuột nà như đứa trẻ, khiến dân mạng không khỏi bán tín bán nghi. Cụ thể, CEO Đại Nam không ngại khen ngợi chính mình trong loạt clip mới đây. Nữ đại gia hào hứng chia sẻ, quý vị có nhận ra Phương Hằng không? Trẻ không quý vị. Quý vị ơi, chuẩn bị đi ngủ đó. Rất là trẻ, rất là hiền lành. Không có vào vai diễn nào nên rất là hiền lành phúc hậu. Bây giờ chỉ còn một bà Nguyễn Phương Hằng rất đời, rất thường nha quý vị. Gương mặt mộc 100%, gương mặt sexy nha quý vị. Quý vị nhìn xem, tay chân nuột nà như là đứa trẻ chứ không phải người 50 tuổi. Bởi vậy tôi nói ngoài đời đẹp hơn trên ảnh rất là nhiều. Có cơ hội gặp tôi sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Đó là sự thật nha quý vị. Theo đó, bà chủ Đại Nam rất thoải mái khoe mặt mộc trước ống kính, thậm chí chẳng ngại quay cận tay chân để chứng thực cho làn da em bé của mình. Với những đoạn clip này, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của bà chủ Đại Nam và phải công nhận rằng bà Phương Hằng lúc để mặt mộc xinh đẹp hơn khi trang điểm đậm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có không ít ý kiến cho rằng bà Phương Hằng đã dùng phần mềm chỉnh sửa để tút tát nhan sắc ít nhiều. Trong đó, một netizen để lại bình luận, mặt mộc đó nhưng nhờ app làm mịn da chút xíu, bóp mũi mặt chút vậy à. Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng bày tỏ sự khó chịu khi bà Phương Hằng liên tục vừa tung vừa hứng, tự tin khen mình đẹp trong nhiều clip gần đây. Vừa qua, nữ CEO Đại Nam cũng gây bão mạng khi nhắc đến con trai nuôi Hồ Văn Cường của cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, bà Phương Hằng yêu cầu trợ lý của Phi Nhung phải gửi lại tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường trong nhiều năm qua. Cụ thể, CEO Đại Nam cho biết, đặc biệt bây giờ tiền của Cường là trợ lý của Phi Nhung phải trả ra, bởi vì em ấy đã sống với Phi Nhung với một cái niềm tin mãnh liệt. Đừng có quên cái điều này đối với em ấy là một cái điều rất là tội nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, cố ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ với giới truyền thông rằng sẽ đưa toàn bộ tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường khi nam ca sĩ đủ 18 tuổi hay muốn ra ở riêng. Khi Cường đi hát muốn ra riêng thì lấy, tôi nói mẹ Cường cứ để tiền cho quản lý giữ đi. Khi mà Cường học xong cấp 3 đủ 18 tuổi rồi thì tôi đưa hết tất cả để mẹ con mua nhà hay mướn nhà gì đó. Tôi cũng sẽ cho thêm vài trăm triệu vốn để Cường làm ăn. Tôi không thích mang chuyện của tôi cho xã hội bàn tán, nhưng vì xã hội quan tâm Cường, vì khán giả quan tâm nên bây giờ tôi mới nói. Hiện tại, CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn đang là cái tên được nhắc nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Theo đó, nhất cử nhất động của nữ đại gia đều được công chúng đặc biệt quan tâm.